Phụ kiện điện thoại ngon mở rẻ, xin chào anh em nhé. Hôm nay quay của video thì lại giới thiệu anh em là cửa hàng mới của phụ kiện ngon mở rẻ Tiến 21cm ở tại địa chỉ 322 Minh Khai. Thì là thời gian gần đây cũng rất nhiều các bạn mà hay comment trong những cái video mà của tôi cũng ngày xưa là nhỏ nhân lên bếp hỏi tôi là những cái pha khởi nghiệp của tôi nó là như nào. Đơn giản đấy, quan điểm của tôi khởi nghiệp phải đỏ, Nguyễn Văn Đỏ, phải đỏ mới là khởi nghiệp được. Thì xong rồi thì là có rất nhiều bạn hỏi tôi là giờ muốn kinh doanh về phụ kiện điện thoại phải bắt đầu từ đâu, phải bắt nguồn từ như thế này. Cái gì nó cũng phải có sự là vấp ngã và bỡ ngỡ thì là các bạn mới có thể là kinh doanh được. Ví dụ như thế là ngày xưa mà tôi mở cửa hàng ra thì là năm đó là năm 2000, tôi vẫn nhớ mà mốc của cuộc gọi tôi là năm 2015, là 15 ngày 15 tháng 4 năm 2015 cửa hàng phụ kiện ngon và rẻ tôi là tiền thân là cửa hàng phụ kiện tại Lucky tại địa chỉ 334 Minh Khai. Và có rất nhiều bạn hỏi tôi là mở cửa hàng phụ kiện điện thoại hết nhiều vốn không anh? Tính tôi rất thật thà, tôi bảo mở thì chắc ít phải tầm 3.5 lít, 4 lít hoặc là 5 lít, thậm chí lên hàng 1 tỷ một cửa hàng rất là bình thường. Ok, ví dụ như cái cửa hàng này của tôi, ok chưa? Ví dụ như tôi thuê ở cửa hàng đây là 20 triệu một tháng, đóng tiền 1 năm thì chúng ta đã mất 240 triệu, cộng thêm là tiền đặt cọc tiền nhà 1 tháng nữa là 260, làm tủ, hệ thống tủ này, ok, từ ngoài vào trong, biển bảng quảng cáo, nó rơi khoảng tầm là 70 triệu nữa đi, đã hết là 350 đi, đó, chưa một tí hàng hóa nào, chúng ta hết 350 này. Và cái thời mà năm 2015 tôi lập nghiệp đó là năm 2015 đồng tiền nó có giá anh em nhá. Thì là tôi thuê đợt đó, tôi thuê cửa hàng nó cũng 7 triệu một tháng thôi, mà đóng tiền có 3 tháng 1. Nhưng tôi pha khởi nghiệp của tôi vẫn lên gần 300 triệu luôn. Đó. Và xong rồi thì là cái cửa hàng của đó của tôi hoạt động được đến năm 2017 thì là Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã làm đường để cho đô thị phát triển thì đã gạt bay vào cái cửa hàng đi. Và xong rồi thì là cửa hàng đó bắt đầu xong rồi tôi năm 2016 là tôi đã mở cửa hàng thứ hai. Mở cửa hàng thứ hai là tôi lấy tên là phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ. Và cái thời tôi mở cửa hàng của tôi treo cái biển là phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ. Tất cả những anh em làm về cái lĩnh vực là phụ kiện điện thoại này, ai cũng bảo tôi ôi thằng điên, ôi thằng thần kinh, ôi thằng dở hơi. Và có rất nhiều người bảo tôi là đây phụ kiện điện thoại còn ngon bổ rẻ. Nhưng thời gian đó là tôi suy nghĩ, tôi bảo là đặt tên cái phụ kiện thì nó dễ nhớ được thôi. Xin lỗi anh em đang kể nốt của người gọi điện. Thì là tôi đặt tên nó để thấy cho dễ nhớ đấy. Và có thể là những cái là ai cũng đặt tên một cái thương hiệu thì mọi người làm sao để cho người dễ nhớ. Tôi thật luôn. Và tôi khẳng định luôn là với mọi người cảm thấy thời điểm đó rất ngớ ngẩn. Nhưng tôi mỗi lần tôi đứng ngoài cửa, có hôm tôi đứng ngoài cửa đèn đỏ, có một đứa trẻ con ngồi sau xe máy, mẹ nó bảo phụ kiện điện thoại ngon mở rẻ. Ơ mẹ ơi, sao lại phụ kiện người ta bán điện thoại mà lại ngon bổ rẻ hả bạn? À, như vậy đó là tôi cảm nhận đó là thành công của tôi, của cái tên của tôi làm người ta nhìn thấy. Người ta bảo, đéo biết sao phụ kiện điện thoại đặt tên là ngon bổ rẻ. What, sao nó lại ngon bổ rẻ ta? Và cái là một cái biển quảng cáo, một cái thương hiệu để mọi người chỉ cần chú ý đến là để người ta quan tâm đến, nhìn vào cửa hàng mình đầu tiên đó. Đó. Và xong rồi thì tôi... Và xong rồi thời đấy tôi nghĩ rằng là có rất nhiều người nói với tôi bảo là thôi ông ạ, ông bỏ tên thì vẽ tên thì dở hơi, vãi chưởng như thật. Nhưng tôi là tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa luôn, trong cơn giông mà tôi vẫn nhìn thấy rõ. Thế tôi bảo là chẳng qua ông là nghĩ như thế thôi. Thực ra tôi thật, ví dụ như là phụ kiện điện thoại là có rất nhiều phụ kiện điện thoại này, phụ kiện điện thoại mỗi ông đặt một tên là 360 này, giá tốt này, Hà Sinh này, Huyền Sinh này, là các đủ kinh thơ các loại đi, linh tinh đó, cả phụ kiện điện thoại Đức Anh nó kể đốt đó. Và phụ kiện điện thoại là rất nhiều loại tên phụ kiện điện thoại, ok, cũng chỉ là cái tên thôi. Bởi vì cái bản thân là cái người tên là Đức Anh, người ta đặt tên phụ kiện tên là Đức Anh thì người ta thấy là ý nghĩa, tên tôi là Đức Anh, cửa hàng này của tôi, ok. Tôi thì đặt tên rằng tôi đặt tên là ngon bổ rẻ, bởi vì tôi thấy nó là cái tên này để mọi người nhìn vào mọi người rất là thích, mà thấy cảm nghe rất là vui tai. Đều không bán đồ ăn đâu nhưng vẫn là ngon bổ rẻ. Mà thậm chí có rất nhiều người hỏi
có khách, có khách, có khách, có khách. Dạ em chào anh ạ. À, xong rồi thì là có rất nhiều người nói thì tôi bảo là chất lượng uy tín nó tạo lên thương hiệu mà thôi. Ví dụ tôi thật luôn là tôi suy nghĩ thế này, tôi bảo tôi nhiều khi nghĩ mà ở đéo cái thằng ngân hàng thế mức biểu tượng như này mà rất nhiều người biết, đó là nôm na là như thế. Và tiếp theo nữa là anh em còn nhớ chắc là tôi là cái clip kính cường lực của tôi là nhặt lên và đã vỡ màn hình những đáng kể này này. Và rồi clip đó thì vào những cái thời điểm đó là tôi cũng đã từng là tôi quay rất nhiều clip tôi bán hàng, để tôi quay clip bán hàng ở trên mạng thì trên Facebook ấy, thì tôi quay ở đó. Như rất nhiều người bạn bè của tôi bảo tôi là hay làm những cái trò vớ vẩn rồi làm những trò lố, bởi vì tôi thấy rằng nhiều khi mà kinh doanh mà chúng ta làm được quảng cáo đó cũng rất là hay mà. Tôi thật sự là hay và sự là hợp lý. Và xong rồi thì video quảng cáo kính cường lực đó thực sự là câu chuyện nó đã qua rất là lâu rồi. Thì tôi là kể thật là cái thời điểm đó là tôi quay rất nhiều cái về cái kính cường lực siêu, kính cường lực Oppo, kính cường lực 10H, kính cường lực sử dụng công nghệ nano của Nhật của tôi. Tôi quảng cáo những pha quảng cáo kính cường lực rất là khủng khiếp luôn, đập không vỡ, ném không vỡ, vứt không vỡ luôn, xe tăng ra lửa chèn qua không vỡ. Nhưng mọi người lại không thích, mọi người lại không xem, mọi người lại không ưng. Mọi người bảo là những video quảng cáo của này tôi xem nhiều rồi, tôi không thích. Thì hôm đó thì một pha video là tôi bị quảng quay là bị lỗi. Là ok anh em chào anh ạ. Và tôi thấy là hôm đấy tôi đang quay, anh em mình dùng rằng cái thằng cu không phải điện thoại của tôi mà điện thoại của thằng nhân viên là tôi mượn nó, tôi bảo vỡ anh đền cho. Tôi đập bụp 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 bụp, tôi đập nó thải bổ phát rồi tôi. Và tôi thải bổ phát rồi, nghĩ là nó không phải là tài sản của tôi mà tài sản của nó. Là tôi thải bổ phát tới mặt của cu tôi, nó rất là nhây, nó cảm thấy rất là xót ruột. Tôi phải rơi này, nhặt lên này và nó vỡ màn hình. Đến cái lúc đó nghĩa là cái bản năng, cái miệng của tôi chủ định tôi nói trêu nó, nhưng thực sự là lúc tôi nhặt lên là nó vỡ thật. Tôi chủ định là rơi này, tôi thấy mặt nó rất xót rồi, tôi bảo tao cho mày vỡ luôn, giả vờ mày vỡ xem mày phản ứng. Rơi này, nhặt lên này và đã vỡ màn hình này. Bắt đầu từ cái lúc mà tôi cười toét toét ra, lúc đấy tôi mới biết thì đéo nó vỡ thật luôn đó. Mới nói là như thế. Và xong rồi thì là cái video đó thì tôi cũng chưa đăng lên Facebook luôn, bởi vì là cái thời điểm đó tôi đăng lên Facebook thì là tôi nghĩ rằng là nó sẽ là sợ mọi người để chê chất lượng này đó. Nhưng mà xong rồi tôi về nhà tôi xem lại, tôi xem đi xem lại 10 lần tôi vẫn cười. Thực sự tôi vẫn cười. Tôi cứ gặp bọn bạn nào của tôi bảo này, tao mày cược phát, tao bỏ 1 triệu mày bỏ 500, tao cho mày xem cái video này mày mà không cười ấy, tao cho mày 1 triệu nếu mày mà cười mày mất tao 500.000 mà chưa. Tất cả là tôi lùa hết gà vào chuồng tôi thịt tôi ngó. Bắt đầu xong rồi tôi thấy ô cái này buồn cười quá, tôi cho ai xem cũng cười. Thực sự bản thân tôi lúc đó tôi cũng cười. Là xong rồi là tôi bắt đầu là tôi đăng video lên. Tôi đăng video lên mạng. Và rồi cái video đó, thời đó cái bếp phụ kiện điện thoại ngon vừa rẻ của tôi thì là lượng view của nó được ít, chắc được tầm mấy chục nghìn người xem thôi. Bắt đầu thời đó là tôi là bắt đầu là cũng phải là có những cái pha đội một sống dậy, là đợt đó hình như của kênh của Vlog này và các kênh khác. Thời đó kênh nghe gì coi gì này là mọi người bắt đăng lên, đăng kiểu như là đội mồ là bới lại video đó của tôi lên. Thì bắt đầu lúc đó là tôi video đăng được 6 tháng sau thì bắt đầu cái xe mới là biết đến phụ kiện ngon và rẻ. Và xong rồi cái thời điểm đó thì mình nói thật đúng là người ta bảo là đến những cái lúc là trời thương thì làm người thường khó. Đúng một cái rồi một đêm ngủ dậy tôi thấy ai cũng gọi được tiện tiến ơi, cái video của mày xem nhiều người thế. Đến hôm sau tự nhiên tôi báo người ta phải biết đến mình mà thế đéo đâu mày, video này tự nhiên nhiều người xem nhỉ. Đến khi là cảm giác nữa nó rất là ngạc nhiên nhỉ. Sao bây giờ mình đăng 6 tháng rồi mà sao tự nhiên rồi tự nhiên nó mọi người xem lại nhỉ. Kiểu như là cũ người mới ta. Tôi đợt đấy xem lại tôi cứ cười sẵn sàng, vẫn là cười sẵn sàng đó là như thế. Xong rồi thì là bắt đầu thì là khi được mọi người biết đến thì thực sự rằng tôi cảm rằng cuộc sống là khi kinh doanh ý, thì mọi người đến mua hàng ủng hộ mình thật sự là rất là vui, thực sự là rất là vui. Và xong rồi thì là ví dụ như thế là bởi vì cái bản chất là bình thường mọi người không cần một cái
cần một cái cáp sạc, mọi người có thể mua ở chỗ khác, nhưng sau rồi mọi người cửa hàng này của ông Tiến 21 cm, ông Tiến ngon buổi rẻ này, đến nó mua ủng hộ ông đó. Mọi người đi ví dụ bình thường thì mua ở chỗ gần nhà mình, nhưng đi quá tầm 500 m đến ủng hộ mình, thực sự cảm giác nó rất là vui. Và thực sự cảm giác tôi rất là vui là những đến thời điểm này, ví dụ như rất nhiều anh em là hay xem clip của tôi, nhưng mặc dù là nó hay xàm xí, nhưng anh em đến cứ bảo anh Tiến ơi, anh hai anh em mình chụp ảnh với nhau cái được cái tôi cà phê thật thề luôn, lúc đó cảm giác thật cà phê thật tính của tôi thật. Những lúc nào mà anh em nào mà bảo rủ chụp ảnh cùng mà xấu xấu mà không, tóc tai xấu không được, ngại không dám chụp. À, xong rồi thì là kể tiếp với pha khởi nghiệp tiếp không. Và xong rồi thì các bạn là cứ bảo là mở cửa hàng, khi mở cửa hàng ra thì các bạn có tiền thôi, các bạn chưa đủ đâu, các bạn còn phải lựa chọn những địa điểm là hợp lý, địa điểm hợp lý, địa điểm đẹp. Như các bạn biết rằng các cửa hàng phụ kiện tôi toàn chọn là lựa chọn là ngã ba ngã tư. Như các cụ bảo là nhất ngày xưa, cụ bảo là nhất cận thị nhị cận giang, đó là những thời ngày xưa cụ nói là thị thì là chợ, là giang là sông, là một nhà gần chợ hai gần sông, đấy ngày xưa thôi. Còn bây giờ là phải là nhất ngã tư nhì, nhất ngã năm nhì ngã tư đó, hoặc là nhất thành phố là thứ ba là thị xã, nhất thành phố nhì thị xã, ba là huyện, bốn là nông thôn đó. Cứ thành phố to lớn bánh quả phụ kiện điện thoại là ở ngã ba ngã tư là ngon đó, nó có thể kinh doanh được. Và xong rồi thì là có rất nhiều bạn, xong rồi kể cả các bạn là mở cửa hàng ra, tôi thật luôn là ví dụ như thế là các bạn hàng hóa của các bạn là mở ra thì quan trọng là các bạn phải có một cái gì đó nó chất lượng và sự uy tín thật sự. Ví dụ như thế là ví dụ như cửa hàng của tôi, ví dụ như tôi bán hàng cho khách, tôi bảo hàng hành cho khách ạ, anh bảo hành cho em 1 năm thì nghĩa là 11 tháng và 29 ngày chưa hết mà tôi vẫn bảo hành đó. Ví dụ như là một cái cáp sạc này chống đứt này tôi bán 90.000 đúng không, tôi bán 90.000, tôi bảo hành cho khách là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nghĩa các bạn hiểu dùng, tôi không biết cái nơi khác người ta có thể bảo hành cho các bạn là người ta nói rằng bảo hành 3 tháng hoặc bảo hành 1 năm, các bạn dùng cũ 10 ngày đéo đuổi cho luôn. Như đến cửa hàng của tôi, đúng hàng của tôi 90.000 một cái cáp sạc, một lệnh luôn, hết 3 tháng anh không bảo hành, còn trong 3 tháng em lỗi bất kể lúc nào, em lỗi cái gì anh đuổi cái đó đó. Và rồi kể cả như là những cái cục pin của iPhone này, tôi bảo hành cho các bạn là 18 tháng pin iPhone 18 tháng đúng không. Tôi chỉ biết rằng hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2019 thì các bạn cộng thêm 18 tháng, bất kể máy các bạn chai pin, phồng pin hay bất kể cái lý do gì tôi không cần quan tâm, chỉ cần là bạn mua sản phẩm nhà tôi lỗi trong 18 tháng tôi đổi là tôi đổi, chứ không bao giờ có chuyện là tôi thật luôn là trừ khi các bạn làm đứt này, làm cắt sạc ấy. Ví dụ như thế, cái có những cái trường hợp nó như này, khách nó mua những cái cắp sạc tự ngắt nhà tôi mà trường hợp là nó bị gãy này, dây dù người ta làm gãy này, làm đứt đôi, tôi không bảo hành. Còn bất kỳ lý do tôi đổi mới hết. 180.000 bảo hành cho anh em trong vòng, cái này mình em đang bảo hành khách bao lâu? 1 năm. Thì nghĩa là 1 năm rưỡi các bạn dùng, cứ hỏng nó tôi đổi. Tôi đổi cho bạn về hỏng tiếp không? Tôi lại đổi, tôi rất vui vẻ. Đó là sự uy tín. Còn tôi thật luôn có nhiều pha tôi đổi cho khách nhà tôi, đổi xong tôi còn phải vứt bỏ, tôi thật luôn. Kể cả như cái con AirPods 1 triệu 3 này nhà tôi bảo hành cho khách nhà tôi 1 năm. Thực sự rằng nếu lỗi tôi đổi, như có rất nhiều trường hợp, con này tôi bảo hành 1 năm, có nhiều trường hợp là khách nhà tôi dùng nó bẩn, tôi thật nhiều khách, tôi thật nói xin lỗi nhưng gọi là thượng đế là có nhiều ông bẩn như vậy. Tính nhìn cái ông sử dụng tai AirPods rồi xót ruột. Ông dùng cái tai bóp tôi đem ra, ông mua nhà tôi thề luôn, nó đẹp, nó trắng mà về của ông dùng bao hôm được ngang cứt thật, cứt phải cứt trâu rồi, đen đen xì đến. Điều kia thật, những anh em thật, anh em dùng hàng thật sự đúng là tôi bảo hành 1 năm thật. Nhưng em phong phạm vi chúng ta phải chấp nhận một tí. Để bạn có ông mang được cái tai mà cái ông bít mà giấy tai cũng bịt kín lại rồi, cái hộp thì đen đen xì đen xịt mà cảm giác sức kiểu như cái thằng nó cào nhăm 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 này, ông vẫn đang đến bảo hành. Thật sự là những cái pha đây thực sự nó là tôi từ chối bảo hành. Thực sự tôi từ chối bảo hành bởi vì bảo hành cho ông xong tôi toàn phải vứt. Thực sự là những trường hợp mà khách thân quen thì tôi bảo trường hợp này ok, tôi sẽ hỗ trợ giá cho bạn là 50% hoặc 30%. Trường hợp đổi mới thì tôi chịu nói thẳng luôn thật, tôi đúng tiếng cà phê thật, tôi cà phê thật. Nhưng gặp trường hợp thì tôi chịu luôn thật, không thể đỡ được với những trường hợp như thế.
Và xong rồi thì lại là có rất nhiều anh em hay comment hỏi tôi tiếp là những cái hàng hóa này thì lấy ở đâu, lấy ở đâu, đấy là việc của tôi, thật rồi, đấy là việc của tôi, còn đấy là việc của công. À, công đừng có quan tâm. À, hôm trước lại có một cậu nữa là cũng gọi điện cho tôi hỏi tôi là anh Tiến ơi, em định mở một cửa hàng mà em sợ cái này, em sợ cái kia. Ví dụ bảo em sợ là em không có khách. Tôi bảo thực sự nữa, tôi bảo tôi khuyên cái thật thà, tôi bảo em ơi, nếu em sợ không có khách thì anh nghĩ là em đừng mở ra, bởi vì nếu em không mở ra thì em sẽ không phải sợ nữa, đúng không? Nếu thực sự em sợ là em mở làm ăn em bị thua lỗ, em sợ ra em không làm được em thua lỗ, hơn nó sợ thua lỗ thì là em có thể không kinh doanh nữa, mình không làm mình sẽ không sợ, mình không bị lỗ vốn đó. Còn kinh doanh là kinh doanh, to thật là kinh doanh nhiều khi nó đánh bạc thật mà, thực sự nó là một cái đánh bạc. Nhưng mà các cụ bảo rồi, phi thương là bất phú, tất cả mọi người là phải đều kinh doanh mới có tiền, thế thôi, cuộc sống như thế mà. Còn rất nhiều người làm cán bộ công chức viên chức nhà nước thì mọi người bình là sáng ngủ dậy nắng mưa kệ, mỗi một ngày mọi người lương ai được 9 triệu mọi người mỗi một ngày auto 300.000, còn kinh doanh có như những ngày các bạn không bán được, những ngày bạn bán được rất là nhiều tiền đó. Còn tôi thật là cùng thời với tôi về làm việc phục vụ điện thoại ấy, bạn tôi, những người anh em tôi chơi cùng ấy chưa chuyển sang đi buôn bất động sản hết rồi, còn mỗi tôi rồi vẫn là ngồi bán cái phụ kiện là thôi, thực sự. Bởi vì là tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nông thôn, như tôi khả năng biết tiêu tiền rất là khiếp luôn thật. Làm tôi không là làm được ít, tôi tiêu tiền thì nhiều luôn, nói thẳng lại anh em luôn thật. Tôi kiếm được, làm phụ kiện điện thoại tôi kiếm được mà. Nhưng mỗi tội là tôi biết tiêu tiền, sự thương. Nhưng là nhiều khi suy nghĩ của tôi là tôi sợ rằng nhiều khi một ngày nào đó nó giàu sang bất chợt thì mình bị bỡ ngỡ, mình không biết tiêu tiền, nên tôi tập tiêu tiền từ thời tôi rất là nghèo luôn, tiêu cho nó quen. Và rồi xong rồi thì là rất nhiều anh em hỏi thì là về cái phụ kiện điện thoại ấy, thì tôi thật là kinh doanh vào thời điểm này nó vẫn là rất là ngon, trừ khi là thằng Apple, thằng Samsung, Oppo nó không sản xuất điện thoại nữa thì chúng ta hiểu thôi, còn không thì chúng ta vẫn thể làm được. Và có rất nhiều anh em hỏi tôi là về cái vấn đề là tiếp tục là về câu chuyện là nhượng quyền phụ kiện ngon và rẻ, thì cái quyền lợi, cái lợi ích ở đây các bạn được rất là nhiều. Thì cái đầu tiên là cái thương hiệu của tôi nó là có sẵn rồi, tôi khẳng chỉ cần là cái phụ kiện ngon và rẻ của tôi đi các tỉnh, tôi phần lớn rằng là tôi thật là tôi bán phụ kiện là tôi uy tín thôi, thật không được, nếu mà tôi chỉ không dám tính là top đầu trên top 1, 2, 3 như phạm vi top 10 nhắc đến phụ kiện điện thoại là mọi người là biết phụ kiện ngon và rẻ của tôi. Chỉ cần rằng là những cái gì tôi nói cho các bạn là các bạn làm đúng theo tôi bảo các bạn bảo hành 1 năm cho khách thì các bạn bảo hành 1 năm đi, đừng có bảo hành 1 tháng. Ui ông để đeo dùng phá thế, đeo ông dùng ổn thế. Và xong rồi quyền lợi các bạn được, các bạn được truyền thông, các bạn được quảng cáo, các bạn được vào những cái nguồn hàng tôi cung cấp hàng cho các bạn thì là các bạn đầy đủ hết, tôi có gì các bạn có, nghĩa là về từ xây dựng tủ biển bảng thương hiệu cửa hàng như này là các bạn chỉ việc vào các bạn mở phụ kiện này, thì tôi nói thật là để mở trước mở cửa hàng các bạn học nghề đã, học nghề đã xong rồi các bạn mở được, và vốn thì các bạn cứ lượng chủ ít phải 4 lít, bởi vì các bạn đã là thằng sinh sau đẻ muộn, bởi vì quê bạn kiểu gì cả thằng bán phụ kiện rồi đã sinh sau đẻ muộn rồi thì phải làm đẹp hơn người ta, to hơn người ta, uy tín hơn người ta thì các bạn mới ngon được đó. Còn ví dụ như thế là tôi là về cái phụ kiện của tôi thì anh em nếu mà làm về muốn tìm hiểu về phụ kiện điện thoại thì có thể liên hệ giúp tôi cái số điện thoại 0927 141 193, đọc lại này, 0927 141 193. Nếu trường hợp mà gọi mà cửa của chúng tôi bận không nghe máy thì các bạn giúp tôi cho chúng tôi xin một tin nhắn và chúng ta có thể là thảo luận và nói chuyện với nhau. Ok, xin chào nhé.